Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đặng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7, HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 3.400 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng trên 10% so với tháng 12 năm 2021. Toàn tỉnh đã có trên 24.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nhờ đó đã giúp trên 3.200 hộ phát triển kinh tế thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 4.200 lao động, trên 3.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, trang trải chi phí học tập, mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. 68 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được vay vốn để phục hồi và duy trì hoạt động. Trong quý 4 năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch chỉ tiêu tăng trưởng năm 2022. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đặc biệt là chỉ số thời gian để hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Hiện 100% thủ tục hành chính đều được cung cấp tại cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Việc tiếp nhận và hướng dẫn các doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đều được các sở ngành đẩy mạnh thực hiện, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút trên 2.000 dự án đầu tư, trong đó gần 10 tháng đầu năm nay đã có thêm 30 dự án trong nước và nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp. 41 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 556 triệu đô la Mỹ, đạt 123,7% kế hoạch tỉnh giao. Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Hưng Yên đứng thứ 39 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2020, xếp ở nhóm trung bình. Năm nay, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu nâng vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Hưng Yên trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế khá. Việt Nam được dự báo là thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới về số lượng triệu phú sở hữu trên 100 triệu đô la Mỹ trong thập kỷ tới. Theo báo cáo mới nhất của Centimillion Air, công ty tư vấn đầu tư Henley & Partner có trụ sở tại London, Anh cho hay, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc 95% số lượng người siêu giàu ở Việt Nam, trung tâm sản xuất mới nổi của châu Á được dự báo phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ và dịch vụ tài chính. Tiếp đến là Ấn Độ với tỷ lệ tăng trưởng dự báo 80% về số cá nhân sở hữu khối tài sản trị giá trên 100 triệu đô la Mỹ vào năm 2023. Tiếp đó là Mauritius, một quốc đảo ở Ấn Độ Dương và ba quốc gia khác trên lục địa này cũng lọt vào top những thị trường có tỷ lệ triệu phú phát triển nhanh nhất trong thập kỷ tới, bao gồm Rwanda, Uganda và Kenya. New Zealand và Australia cũng được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng đặc biệt với mức tương ứng là 72% và 60%. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan nêu yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu đang còn nợ thuế lớn hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để nhập khẩu, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Tổng cục Hải quan xem xét đề xuất kiến nghị của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu, những vướng mắc, kiến nghị để có hướng xử lý. Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự kiến trước ngày 15 tháng 11, việc cắm mốc chỉ giới đỏ đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành. Hiện thành phố Hà Nội đã cắm được khoảng 2.000 trên 3.000 mốc giới, bàn giao cho các địa phương đạt khoảng 60%. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bàn giao mặt bằng tối thiểu 70% trong tháng 6 năm 2023 và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023. Khởi công dự án trong tháng 6 năm sau. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112,8 km với tổng mức đầu tư trên 85.800 tỷ đồng. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo tháng 11 và tháng 12 này có thể là đỉnh điểm bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc. Từ tháng 9, tháng 10, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày có từ 10 tới 20 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng phải nhập viện, hầu hết trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng hoặc biểu hiện cô đặc máu, suy đa tạng. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân có bệnh nền, người cao tuổi hoặc phụ nữ có thai nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy. Trước tình hình gia tăng đột biến số ca mắc sốt xuất huyết cộng với chu kỳ 4-5 năm thường xảy ra một vụ dịch lớn, các bác sĩ dự báo sốt xuất huyết tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới và khuyến cáo khi có dấu hiệu sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, chủ động vệ sinh môi trường trong và diệt loang quang để phòng bệnh hiệu quả. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về xử lý giải tỏa vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Từ cuối tháng 9 đến nay, xã Thuần Hưng đã xử lý dứt điểm được 67 trên 67 trường hợp vi phạm với tổng diện tích gần 600 m2, hoàn thành kế hoạch huyện giao. Trong đó có nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình như gia đình ông Vũ Khắc Bắc, ông Nguyễn Phú Thiện, gia đình bà Hoàng Thị Mai Hoa. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm đất đai, hiện xã vẫn đang tiếp tục rà soát, tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ sử dụng đất đai, công trình giao thông thủy lợi, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đất đai, không tái vi phạm và vi phạm mới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Long, 54 tuổi, công chức Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thời điểm bị khởi tố, ông Nguyễn Văn Long công tác tại đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Bị can Long bị khởi tố do liên quan một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cảng Hải Phòng có hành vi khai báo gian dối về chủng loại hàng hóa, hòng trốn thuế nhập khẩu. Hiện Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cũng đã yêu cầu chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ báo cáo vụ việc, kiểm tra, làm rõ quy trình làm việc của đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến công chức hải quan Long cũng như những cán bộ công chức có liên quan. Ngày 23 tháng 10, trên đường DT385 thuộc địa phận thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Văn Lâm phát hiện kiểm tra một xe ô tô đang dừng đỗ ở lề đường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xác định trên xe có 3 người, đều trú tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe chở 3 thùng xốp bên trong đựng các bình thủy tinh chứa chất lỏng nghi là rượu, ngâm các thể rắn nghi là rắn hổ mang. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản lấy lời khai của các đối tượng, đồng thời niêm phong vật chứng để phục vụ công tác điều tra giải quyết. Tiến hành trưng cầu Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giám định tên loài và tình trạng bảo tồn theo quy định của pháp luật. Kết quả, trong các bình trên chứa 6 cá thể rắn, trong đó có 2 cá thể rắn hổ chúa, có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang phối hợp với Công an huyện Văn Lâm tiếp tục xác minh giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 36% với việc sản xuất, nhập khẩu thuốc lá điện tử kể từ tháng 11 tới. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ áp thuế 36% với việc sản xuất và nhập khẩu thuốc lá điện tử, trong khi áp mức thuế 11% với hoạt động bán buôn mặt hàng này. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã siết chặt quản lý thuốc lá điện tử. Năm ngoái, nước này đã sửa đổi luật độc quyền thuốc lá, theo đó đưa các sản phẩm thuốc lá điện tử vào danh mục quản lý tương tự các sản phẩm thuốc lá truyền thống. Theo luật sửa đổi, các công ty kinh doanh thuốc lá điện tử chỉ được phép bán sản phẩm thông qua kênh được ủy quyền. Cơ quan môi trường châu Âu EEA cảnh báo lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của châu Âu năm 2021 đã tăng trở lại vì sự phục hồi sau đại dịch Covid-19. Báo cáo mới nhất của EEA cho thấy chất thải gây hiệu ứng nhà kính năm 2021 tăng 5% so với năm 2020, chủ yếu do sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tuy nhiên, tổng mức khí thải vẫn thấp hơn 6% so với mức phát thải trước khi bùng phát dịch. EEA cảnh báo mục tiêu giảm 55% khí thải ròng vào năm 2030 mà EU đặt ra khó có thể đạt được với đà phát thải như hiện nay. Cơ quan này cho rằng từ nay đến năm 2030, châu Âu cần nỗ lực gấp đôi so với giai đoạn 1990 đến 2020 thì mới đạt được các mục tiêu đề ra. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa quyết định triệu tập một hội đồng chuyên gia để nghiên cứu về vật thể bay không xác định UFO. Nhóm nghiên cứu do NASA tổ chức đã tập hợp các chuyên gia từ các lĩnh vực khoa học, từ vật lý đến sinh học thiên văn. Cuộc điều tra của nhóm nghiên cứu tách biệt với cuộc điều tra của Lầu Năm Góc mới được chính thức hóa về các hiện tượng trên không trung không xác định. Chúng thường được các phi công quân sự báo cáo và được các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ phân tích. Thuật ngữ UFO từ lâu gắn liền với các khái niệm về đĩa bay và tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, đã được thay thế trong cách gọi chính thức của chính phủ Mỹ bằng khái niệm UAP, tức hiện tượng trên không chưa xác định. Cực quang là hiện tượng ánh sáng thú vị thường xuất hiện trên bầu trời ở hai đầu cực Nam và cực Bắc của trái đất. Cực quang có thể xuất hiện với nhiều màu sắc, trong đó màu xanh lá là màu phổ biến nhất. Thế nhưng, mới đây, cực quang đỏ hiếm gặp đã xuất hiện ở vòng Bắc Cực. Tối ngày 22 tháng 10 vừa qua, bầu trời Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland ở cực Bắc Phần Lan, đã trở nên lung linh huyền ảo trong ánh sáng màu xanh lá mê hoặc của hiện tượng Bắc Cực Quang. Thế nhưng tại một số thời điểm xuất hiện cực quang màu đỏ. Theo người dân địa phương, những người được chiêm ngưỡng cảnh tượng này thật sự rất may mắn bởi cực quang màu đỏ là cực kỳ hiếm có. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Để gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi, quý vị hãy gửi về địa chỉ email thoisưahia@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 / HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HDTV, website hungyentv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.